xiềng và những hoạt động đầy ý nghĩa của hội. Và bên cạnh đó là những tấm gương tiêu biểu các bạn đã thực hiện chính bản thân để đóng góp và xây dựng cho sự phát triển chung của đội. Chúng tôi xin được trân trọng kính mời quý vị, chúng ta hãy dành một tràng pháo tay lớn để chúng ta cùng chúc mừng cũng như cảm ơn những sự đóng góp rất nhiệt thành của các bạn đã đóng góp cho hội chúng ta trong thời gian vừa qua. Quý vị chúng tôi dành một tràng pháo tay thật lớn để vì điều này.